Mong các bạn donate ủng hộ mình bằng cách bấm vào biểu tượng hình đô la ở bên dưới mà mình khoanh màu đỏ. Và biểu tượng đô la có cái chữ thanks, hay còn gọi là cảm ơn, để donate cho mình nhé. Mong các bạn donate cho mình ít nhất là khoảng có chừng 1 đô để ủng hộ mình để làm thêm nhiều video hay và hấp dẫn hơn nữa. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ok, hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến quay trở lại với kênh Maximin nha. Hôm nay mình sẽ tiếp tục nối với cái trò chơi này nha. Mình sẽ đi đánh Android với nhân vật Điều Hồ Sư. Nhắn kìa, Điều Hồ nhập con rồi.
sống nổi rồi. Chính chiêu là bị gì ta, bị delay, bị nhắc luôn cái ghê. Okay. Có nghĩa có thể mình sẽ thắng nha các bạn.
sờ máu cho mấy con quái của mình. Ủa cái gì vậy? Tự nhiên sao bị hư như vậy trời? Hư lẹ hả? Rồi xong luôn. Xui xẻo. Xéo như vậy. Còn có 4% nữa thôi các bạn ơi. Phải cố thôi sao vậy? Máu hết rồi. Lẹ vậy. Ô, sắp thắng rồi, dễ mình thắng rồi. Trời ơi, mình tưởng là mình sẽ thua chứ. Ok luôn các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ ra nha. Ok thì mình xin cảm ơn các bạn ơi nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi mình chơi và mình mong là các bạn sẽ luôn ủng hộ mình cách bấm like, share và subscribe kênh của mình nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở video kế. Okay.